Khanh xin chia sẻ các bạn về cái cách hướng dẫn sử dụng hộp số trên chiếc Honda City thế hệ mới. Thì đứng kế bên Khanh đây, đây là chiếc Honda City phiên bản top. Thì các bạn nhìn thấy cái phần đèn phía trước á, mình phân biệt được bằng cái cụm đèn phía trước là nó là LED hay là halogen thì của bản top hay là bản thường thôi. Còn về cái ngoại hình, những cái trang bị thì gần như hai xe bằng nhau. Thì giá xe bản top và bản thường nó sẽ lệch nhau là 40 triệu. Một chiếc bản thường là 559 và chiếc bản top là 599 triệu. Còn các bạn ra giấy tờ thì nó sẽ dao động từ 620 triệu cho tới 670 triệu, tùy theo khu vực và tùy theo phiên bản. Rồi trở lại câu chuyện của chúng ta. Thì hôm nay Khanh hướng dẫn các bạn là sử dụng hộp số của chiếc xe này. Thì Khanh xin chia sẻ là cái xe phiên bản top và phiên bản thường thì thiết kế về táp lô, thiết kế về các trang bị an toàn, thiết kế về hộp số hoàn toàn giống nhau. Thì các bạn có thể sử dụng cái clip này để sử dụng cho cả phiên bản G, CVT hay là phiên bản L top, giống nhau hoàn toàn nha các bạn. Rồi trên tay Khanh đây là cái chiếc chìa khóa của Honda City thế hệ mới. Đối với Honda thì Khanh xin chia sẻ lại các bạn là tất cả các xe đều được thiết kế là nút start stop một chạm. Khanh xin phép làm lại cái thao tác nha. Thì thao tác một chạm là chìa khóa các bạn chỉ để trên người thôi. Đây Khanh để chìa khóa trên người. Đây. Đi ra ngoài các bạn nhấn nút màu đen này. Đây nhấn nút màu đen. Thì mình như vậy là đã lóc cửa rồi. Đây, đã lóc cửa. Còn nếu mà các bạn đi vào trong xe thì chúng ta đưa tay vào mình mở cửa ra. Như vậy rất là tiện các bạn, tiện cho cả nam và tiện cho những chị gái mà có xài túi xách hoặc là mình mặc váy á, mình để phía trong cái bóp nhỏ. Ngoài ra thì cái chìa khóa này các bạn nhớ giúp dùm Khanh là khi mà để trên người á, các bạn có thể mở cốp từ xa. Đây là mở cốp từ xa, Khanh bấm cốp nó văng lên nè. Đây. Hoặc là khi các bạn để chìa khóa trên người á thì các bạn để chìa khóa trên người á thì các bạn đứng trong bán kính nửa mét nè. Đứng trong bán kính nửa mét thì chúng ta có thể mở được cái cốp. Đây. Ở dưới cái logo Honda nó có một cái nút lẩy ở đây các bạn. Đây là cái nút lẩy vị trí kế bên cái camera. Thì các bạn để chìa khóa trên người thì cái nút lẩy này mới hoạt động nha. Còn nếu mà các bạn không để chìa khóa trên người á thì các bạn không mở được cốp. Thành ra các bạn đừng hỏi với Khanh là tại sao mà anh lóc cửa rồi mà khi mà đi ra cốp sau anh vẫn mở được cái cốp, coi như cái cốp không đóng, không có lóc là không phải nha. Rồi bây giờ Khanh xin phép mời các bạn vào trong xe thì chúng ta hãy cùng nhau là sử dụng cái hộp số như thế nào. Mình vào trong xe thì nếu mà các bạn nữ mặc váy thì mình ngồi trước xong mình rút hai chân lên, các bạn nam mình cũng vậy, như vậy thì vào trong xe nó sẽ thoải mái hơn. Rồi khi mà vào trong xe thì các bạn nhớ giúp dùm Khanh, đầu tiên là chúng ta phải đeo dây đai an toàn. Các bạn đưa cái cọng dây ra trước nè, chúng ta gài lại. Mình đừng có chồng cái cọng dây đai an toàn ra sao như vậy nha. Như vậy thì nó sẽ không đúng nguyên tắc và không bảo vệ được chính mình. Còn việc bảo vệ chính mình sẽ bằng cái cọng dây đai an toàn chứ không phải túi khí. Túi khí là chống va đập. Rồi chúng ta sẽ điều chỉnh kế tiếp đó là ghế, điều chỉnh tới lui và lưng ghế làm sao mình cái lưng mình đừng có ngã ra quá, mình vừa tới thôi. Cái tay của mình khoảng 120 độ. Như vậy mình đi đường dài nó sẽ thoải mái. Rồi cái vấn đề nữa Khanh muốn lưu ý các bạn là chúng ta lái xe số tự động thì chúng ta lái bằng một chân bên phải. Thì gót chân của chúng ta khi mà đạp thắng hết thì nó phải tạo ra một cái góc 120 độ. Nếu các bạn mà ngồi gần quá thì lực phanh nó sẽ yếu, và các bạn ngồi xa quá thì cái lực phanh nó cũng yếu luôn. Chúng ta dùng cái gót chân á, chúng ta đạp ngay phanh, chúng ta đạp hết cỡ rồi xong chúng ta nhả ra và chúng ta di chuyển từ phanh qua ga. Gót chân của chúng ta giữ nguyên nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ xử lý dễ dàng những cái tình huống mà bất ngờ. Rồi xin mời các bạn mình cùng lên xe và mình khởi động chiếc xe, mình di chuyển nó như thế nào nha. Xin mời. Rồi đối với cái xe Honda City thế hệ mới sử dụng nút bấm start stop cho cả hai phiên bản thì các bạn lưu ý giúp dùm Khanh là mình chỉ cần để chìa khóa trên người, chìa khóa đã vào trong xe rồi thì chúng ta nhấn nút start stop là xe đã khởi động. Các bạn thấy không ạ? Rất là tiện, các bạn không phải thao tác gì hết. Rồi một trường hợp nữa khi mà các bạn đây chìa khóa
chìa khóa đây. Khi mà cái chìa khóa này nó hết pin, cái nào nó cũng có cái lợi và cũng có cái hại. Khanh xin phép tắt máy. Nếu mà chìa khóa chúng ta hết pin thì chúng ta sẽ để chìa khóa sát nút start off nè. Và chúng ta đề nha. Rồi, sau đó chúng Khanh như vậy. Thì cái này là chúng ta sẽ đề tạm. Đề tạm có nghĩa là xài được một vài lần thôi. Khi mà chìa khóa hết pin bắt buộc các bạn phải đi thay pin. Còn nếu các bạn không đi thay pin thì lần sau các bạn để sát như vậy có thể là nó không đề được luôn. Thì chúng ta có hai chìa, xe đi về có hai chìa. Thì một cái chìa khóa như vậy chúng ta xài từ 2 đến 3 năm nó mới hết pin, các bạn yên tâm. Rồi, trên vị trí hộp số đây, các bạn thấy nó có chữ P, R, N, D và S. Thì chữ P và chữ N là màu đỏ, là hai vị trí có thể đề được. Còn nếu các bạn để chữ R, D và S là chữ màu trắng thì xe không đề được. Khanh sẽ làm ví dụ cho các bạn nha. Đây, Khanh chuyển về cái chữ D hoặc là chữ R. Đây, vị trí màu trắng, tức là vị trí màu trắng thôi. Khanh tắt máy. Rồi, thì đầu tiên khi tắt máy ở vị trí có số là xe nó vẫn còn màn hình trung tâm và nó không tắt điện hoàn toàn. Lúc này các bạn đi ra khỏi xe và bấm lock cửa là cũng bấm không được, không lock được nha. Chúng ta chỉ lock cửa được ở vị trí chữ P thôi. Và chúng ta đề máy và đề không được luôn các bạn. Thấy không ạ? Không đề được. Thì cái việc đầu tiên của chúng ta muốn đề được máy, chúng ta phải đẩy về chữ P hoặc là chữ N, là cái chữ màu đỏ đó, chúng ta mới đề được. Rồi, khi mà chúng ta trước khi ra khỏi chiếc xe, chúng ta muốn tắt máy hoàn toàn thì các bạn phải đẩy cần số về P nha. Rồi chúng ta mới tắt máy hoàn toàn, chúng ta đi ra. Nếu các bạn không đẩy cần số về P thì chúng ta sẽ bị cái trường hợp giống như hồi nãy Khanh nói đó, là tắt hết thiết bị điện nhưng cái đồng hồ trung, cái màn hình trung tâm nó vẫn còn sáng thì các bạn không lock cửa được. Thì chúng ta đẩy cần số về P, rồi sau đó chúng ta mới tắt máy. Rồi Khanh xin phép làm lại nha. Khanh đang để chữ N nè. N là cái chữ mà chúng ta đề được á, nhưng mà chúng ta tắt máy thì nó vẫn không tắt hoàn toàn. Rồi, thì chúng ta đẩy cần số về P lại, chúng ta mở sáng tắp lô lên và tắt thì nó mới tắt hoàn toàn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi hành xe. Để khởi hành xe thì đầu tiên các bạn mình chuyển hạ phanh tay xuống, mình chuyển cần số, phải bấm cái lẫy ở phía sau nha các bạn. Mình kết hợp với đạp thắng và bấm cái lẫy phía sau, rồi mình chuyển về chữ D. Thì các bạn lưu ý giùm Khanh, lái xe số tự động thì chúng ta nhớ một nguyên tắc, đó là chân lúc rảnh thì chúng ta phải ở chân thắng. Các bạn khi dở chân phanh lên, đây dở chân phanh lên, chiếc xe đã tự động chạy lên, các bạn thấy không ạ? Nó chạy lên được rồi. Các bạn nhìn đồng hồ là nó đang lên km rồi đó. Khanh chưa hề đạp thêm miếng ga nào hết. Chính vì vậy các bạn nhớ cái nguyên tắc này, khi chúng ta rảnh chân, tức là đi vào chỗ đông người, chúng ta xuống dốc, bo cua thì chân phải ở chân phanh, để chúng ta lúc đó phản ứng là những cái trường hợp bất ngờ là chúng ta chỉ có đạp phanh thôi. Các bạn nếu chúng ta để ở chân ga thì nó sẽ xảy ra những cái trường hợp đáng tiếc á. Rồi chúng ta muốn nhanh, đường phía trước là vắng rồi, chúng ta muốn nhanh thì chúng ta chuyển mũi chân qua chân ga, chúng ta đệm thêm miếng ga và chúng ta đệm thao tác từ từ đó các bạn, để mình làm quen dần dần với chiếc xe. Rồi chúng ta đệm lên, bắt đầu tốc độ nó lên rồi các bạn. Rồi các bạn mới làm quen xe thì Khanh khuyên các bạn nên chạy khoảng tầm 20-30 cây số giờ thôi, trong một cái khu vực vắng, để chúng ta làm quen chiếc xe từ từ. Các bạn lưu ý là khi Khanh sẽ quẹo trái thì trước khi quẹo trái chúng ta phải xi nhan nha. Rồi chúng ta xi nhan và chúng ta quan sát cái gương hậu bên trái, chúng ta đừng quan sát gương hậu bên phải, tại vì cái mũi xe của chúng ta đi đâu thì chúng ta phải quan sát cái hướng theo chỗ đó. Nếu các bạn quan sát theo hướng ngược lại thì chúng ta có xe đi tới chúng ta cũng không thể nào lách được, bởi vì xe ô tô chứ không phải như xe máy chúng ta có thể lách qua lách lại. Và các bạn lái xe lưu ý giùm Khanh là chúng ta lái bằng hai tay. Chúng ta lái bằng hai tay, vịn hai tay lên vô lăng. Chúng ta chỉ vịn hờ thôi chứ không cần phải kềm cái vô lăng. Đây Khanh buông tay ra, xe vẫn chạy thẳng ra phía trước, bởi vì chiếc xe của mình đã được trợ lực lái rồi. Nếu các bạn mà ghi cái vô lăng nữa như vậy, chúng ta tự tạo cái cảm giác khó chịu khi lái. Các bạn mình lái một cách thoải mái thôi, chúng ta chỉ để hờ lên vô lăng. Còn khi chúng ta muốn bóp càng thì các bạn không bóp bằng cái ngón tay nha, bóp bằng ngón tay giống như Khanh bấm như vậy,
thì nó sẽ mỏi, và chúng ta sẽ bóp được một hai cái thôi là chúng ta không bóp được nữa đâu. Thì chúng ta bóp bằng cái phần cổ phía dưới ngón tay nè, chúng ta bấm rồi như vậy, khi mà bóp càng nó sẽ khỏe hơn. Rồi bây giờ đến một ở phía trước là đoạn đường trống, thì Khanh muốn hướng dẫn các bạn về cái rule control, cái lẫy số vô lăng. Thì đầu tiên Khanh sẽ hướng dẫn các bạn là cái rule control trước. Rule control tức là hệ thống ga điện tử, nó sẽ giữ phanh, giữ ga cho các bạn. Để bấm kích hoạt thì chúng ta bấm chữ rule trước. Thì khi bấm chữ rule thì cái chữ rule man trên đồng hồ tắp lô á, nó sẽ hiện ra. Các bạn Khanh bấm lại nha. Đây nè, chữ rule man hiện lên. Để kích hoạt thì đồng hồ của chúng ta phải lên trên 40. Đây Khanh phải đạp ga lên tốc độ 40. Rồi khi đạt 40 rồi chúng ta sẽ nhấn chữ set. Rồi các bạn thấy chữ rule control nó hiện ra. Thì lúc này là hệ thống đã giữ tốc độ cho chúng ta ở tốc độ 40. Chân của Khanh chuyển từ chân ga qua chân phanh, mình giữ ở vị trí chân phanh thôi, không cần phải giữ ga. Hệ thống rule control đã giữ ga cho chúng ta rồi. Các bạn muốn tăng thì chúng ta nhấn dấu cộng đây để tăng tốc lên, còn chúng ta muốn giảm thì chúng ta nhấn dấu trừ. Còn các bạn muốn bỏ chế độ rule control thì chúng ta có hai cách, một là nhấn chữ cancel, còn không là chúng ta sẽ đạp phanh, đệm thêm miếng đệm nhẹ miếng phanh lên thì tự động cái rule control nó mất. Đệm nhẹ phanh thì cái xe nó đã giảm rồi. Còn các bạn muốn thiết lập lại theo cái vị trí, theo cái tốc độ thì chúng ta nhấn chữ reset ở phía trên nè, thì trở lại, tự động nó sẽ trở lại. Còn nếu không chúng ta bấm theo một tốc độ mới hoàn toàn thì chúng ta nhấn chữ set tiếp, tùy theo các bạn là muốn đặt như thế nào. Cái điều thứ hai Khanh muốn chia sẻ các bạn đó là lẫy số vô lăng. Cần số của chúng ta vẫn đang ở vị trí D, Khanh vẫn có thể lẫy số vô lăng. Đây Khanh lẫy cộng, các bạn thấy không ạ? Chữ D bây giờ nó hiện ra là số 5, tức là đây, tự động sau 2 giây nó mất. Đây, các bạn thấy không? Hoặc là lẫy trừ. Đây, lẫy trừ. Thì thường lẫy số của chữ D, đây nó mất rồi. Lẫy số chữ D đây. Chúng ta sẽ sử dụng là để vượt mặt xe. Thì các bạn thường là chúng ta sẽ lẫy trừ chứ không bao giờ lẫy cộng hết. Tại vì D nó đã tự động cho các bạn lên xuống số rồi, số điện tử hộp số nó sẽ làm. Thì theo nguyên tắc bình thường á, chúng ta muốn vượt mặt chiếc xe phía trước là các bạn sẽ là đạp sâu ga vô thì nó sẽ có một cái độ trễ. Thì chính vì vậy Honda mới trang bị cho các bạn cái lẫy số vô lăng. Thì chúng ta lẫy trừ một cái thì tự động hộp số sẽ hiểu ngay là các bạn có nhu cầu muốn giảm tốc thì chiếc xe sẽ vượt mặt, nó sẽ giảm ngay một số cho các bạn và chúng ta sẽ vượt mặt chiếc xe phía trước rất là dễ, rất là nhẹ nhàng. Sau 2 giây tự động nó mất. Thì trong quá trình mà chuyển lẫy số, lẫy trừ, lẫy cộng thì chúng ta cứ để nguyên chân ga, không cần phải đệm thắng, không cần phải thay đổi ga gì hết. Rồi phía trước là đèn xanh thì nó bắt đầu chuẩn bị chuyển qua đèn đỏ rồi. Thì các bạn mình chân của Khanh sẽ chuyển qua là chân phanh để chúng ta thả chấn từ từ các bạn ạ. Thì khi đến đèn đỏ thì chúng ta sẽ chuyển cần số về từ chữ D về chữ N. Chúng ta sẽ gà thắng từ từ. Rồi Khanh đẩy cần số về chữ N. Tại sao phải đẩy số về chữ N? Bởi vì khi chữ D thì dòng tua máy nó sẽ cao hơn, nó khoảng 1000 hơn. Lúc đó là xe đang sẵn sàng. Còn chúng ta đẩy về N thì dòng tua nó xuống còn khoảng 800. Tức là máy nó đang hiểu là chúng ta muốn tạm dừng, xe đang đậu. Nếu mà chúng ta vẫn để D thì chúng ta bắt buộc phải đạp phanh. Còn nếu chúng ta đá về N rồi thì chúng ta không cần phải đạp giữ phanh. Đây, Khanh bỏ hẳn ra. Chiếc xe không cần phải giữ phanh mà không bị trôi tới. Còn các bạn để D thì bắt buộc chúng ta phải giữ phanh, nếu không xe sẽ tự động nạp ga và nó chạy lên giống như hồi nãy Khanh giới thiệu á. Rồi, bây giờ Khanh sẽ quay đầu lại nha. Mình sẽ quan sát cái gương bên trái. Rồi, Khanh hồi nãy đã giới thiệu cho các bạn về cái lẫy số vô lăng, về cái rule control. Thì bây giờ Khanh sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn là chế độ lái S thể thao. Các bạn lưu ý, D thì chúng ta sẽ kéo xuống S. Để kéo được xuống S đó, thì các bạn phải là bấm lẫy nha. Bấm lẫy rồi chúng ta mới kéo xuống. Trong quá trình kéo từ D qua S, N xuống D lên S, vân vân, thì chúng ta cứ để nguyên một chân ga. Chúng ta không cần phải đệm thêm ga, đệm thêm thắng gì hết. Cứ để nguyên.
Thì ở chế độ S là chế độ số tay, bắt buộc các bạn phải lẫy số trên vô lăng. Đây, khi mà Khanh chuyển vào S thì các bạn thấy không ạ? Trên đồng hồ chúng ta sẽ có chữ S nè. Đây, Khanh lẫy số lên nè, số 3 nè, số 4 nè. À, nó có 7 số luôn các bạn. 5, 6, 7. Đây, đó, 7 số. À, rồi. Cái chế độ chữ S này thì một số anh chị muốn lái xe mình có cảm giác thể thao á, thì chúng ta hãy sử dụng lẫy số. Nhưng mà Khanh cũng muốn chia sẻ với các bạn là khi mà chúng ta lái S thì chiếc xe sẽ hào sang hơn lái ở chế độ D nha. Rồi, thường khi nào sẽ sử dụng chế độ S thì chúng ta sẽ sử dụng ở lúc mà chúng ta đi xuống đèo á các bạn. Nếu chúng ta để chế độ D thì chiếc xe nó sẽ lên số theo tốc độ và nó không nghỉ lại. Lúc đó chiếc xe chúng ta sẽ sử dụng phanh nhiều và dầu phanh sẽ sôi nếu chúng ta sử dụng một thời gian rất là dài và nhiều cây số. Thì chính vì vậy chúng ta phải kéo về chữ S. Thì thường là chúng ta sẽ xuống S4. Nếu các bạn thấy lẹ quá chúng ta sẽ trừ xuống cái nữa S3. Lẹ nữa chúng ta sẽ trừ xuống cái S2 thì, nhưng mà thường thì chúng ta sẽ thấy là Khanh thấy là chạy khoảng S2 là tốc độ nó khoảng S3 tốc độ nó khoảng 30 cây số trên giờ là chúng ta xuống dốc và chúng ta đã có thể kiểm soát được rồi, kết hợp với Thắng thôi. Khi chúng ta xuống cỡ S2 thì chiếc xe của chúng ta nó sẽ bị gồng máy lên nhiều lắm. Rồi, chúng ta lấy cộng hay lấy trừ gì đó thì nó sẽ lên số và xuống số. Rồi bây giờ Khanh đẩy lại chữ D nha. Các bạn đang chạy mà chữ lỡ D S bình thường nha, không có bị vướng vấn đề gì hết. Và giả sử có đẩy hẳn lên N luôn cũng không sao luôn các bạn nha. Đây nè, chấp dòng tua đang lên. Rồi, chúng ta từ N đang chạy mà từ N xuống D luôn cũng không sao nha các bạn. Rồi một cái nữa là Khanh muốn chia sẻ với các bạn là về chức năng khởi hành ngang dốc, giúp cho các bạn thuận tiện hơn khi các bạn lái chiếc xe trong thành phố và nhất là những cái giờ mà cao điểm kẹt xe. Và cái chức năng này sẽ hỗ trợ cho các bạn mới lái, các bạn tay lái yếu không tự tin, di chuyển gọn, tự tin ở trong những cái đường kẹt xe. Tại sao Khanh nói như vậy thì lát nữa Khanh sẽ làm một cái dẫn chứng ở đậu ở ngay một cái chân tàu, rồi Khanh đạp phanh và dở chân phanh lên thì chiếc xe sẽ không bị trôi xuống. Thì chúng ta thường ở chúng ta lái một chiếc xe, nhất là một cái bài thi ở trong lái xe thì các bạn sợ nhất là cái bài dừng xe ngang dốc, thường ai cũng rớt cái bài đó hết. Nhưng đối với các bạn chạy số tự động và chiếc Honda City này, cụ thể là chiếc Honda City này, không bao giờ bị rớt cái bài đó đâu. Nhưng mà Khanh nói vui thôi chứ trong trường lái á thì không ai trang bị cho các bạn chiếc Honda City này đâu. Nhưng mà các bạn sau khi lái xe xong thì chúng ta muốn sở hữu chiếc xe, muốn chiếc xe thì các bạn nên lưu ý cái chức năng này, khởi hành ngang dốc, thì giúp cho các bạn thuận tiện hơn khi mà chúng ta sử dụng. Rồi phía trước là chúng ta là một cái dốc cầu rồi thì Khanh sẽ dừng lại và Khanh xin mời anh quay phim mà mình đứng bên ngoài á thì sẽ thấy được là chiếc xe của chúng ta đang dừng và không bị tuột dốc. Rồi, em giúp giùm anh nha. Rồi bây giờ Khanh sẽ chạy lên chút xíu. Em quan sát giúp giùm anh là cái phần phía sau á, anh đang đạp phanh thì cái phanh sau á, cái đèn á nó sẽ sáng lên. Rồi bây giờ Khanh sẽ chạy tới chút xíu nha các bạn. Đây chạy tới. Rồi để em phanh. Đây. Các bạn thấy rồi, Khanh dở chân phanh ra rồi mà chiếc xe nó không bị tuột xuống. Không bị tuột xuống. Đây, giữ nguyên nha các bạn. Đạp phanh nè. Rồi để miếng ga tới nè. Rồi đạp phanh nè. Đó, giữ nguyên. Rồi cảm ơn em nhiều. Rồi cảm ơn em, mời em lên xe. Đó các bạn thấy không ạ? Khi mà chúng ta khởi hành ngang dốc á thì cần số, chúng ta không cần phải, chúng ta dư thời gian chuyển từ chân phanh qua chân ga. Chúng ta không bị trôi chiếc xe xuống dốc, rất là tiện các bạn. Thì đây là những cái chức năng an toàn mà Honda họ rất là chú trọng. Thì chiếc xe Honda thiết kế theo hướng gia đình,
thì trang bị gần như đầy đủ những cái tính năng an toàn này cho cả bản G luôn các bạn. Bản G vẫn có nha, tuy bản G nó chỉ thiếu về túi khí và thua về cái ghế da ghế nỉ thôi, nhưng mà những cái trang bị an toàn đó Honda vẫn chú trọng và trang bị cho cả phiên bản G, chứ không có nghĩa là chiếc xe rẻ tiền, rẻ hơn 40 triệu không có những chức năng này đâu. Màn hình cruise control lại số vô lăng vẫn có như nhau nha, cả phiên bản vẫn có như nhau, cả miếng da camera da. Rồi nhắc tới cái phần camera da thì Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn là cái camera da ba góc quay của Honda. Thì tại sao mà gọi là camera da ba góc quay, mà đây là công nghệ độc quyền trên Honda mà tất cả những hãng xe khác thì hiện tại không có. Đây, từ chữ D Khanh chuyển về chữ R thì chúng ta phải qua một cái lẫy tới R phải không? Các bạn thấy trên vô lăng không ạ? Trên cái màn hình nó có những cái vạch này giúp cho các bạn định hướng là cái chiếc xe của chúng ta còn khoảng cách là bao nhiêu. Nhưng Khanh muốn lưu ý cho các bạn là một cái vạch có dấu chấm cuối cùng này thôi. Cái vạch này là giúp cho chúng ta đậu xe mà có thể mở được cốp. Nếu các bạn đứng một cái vách tường hoặc là cái vị trí nào sát sát á, mà chúng ta để cái vạch này mà nó nằm trên tường thì chúng ta sẽ không mở cốp được. Cái vạch này nó phải nằm ở dưới đường đó nha các bạn. Các bạn phải đứng ở chỗ này nè, đó, đứng ở vị trí này nó trên cái vạch thì chúng ta mới mở cốp được. Rồi, đó, nó phân vạch. Rồi, đây là góc quay 180, đây là góc quay 160, đây là góc quay 90 độ nhìn thẳng xuống. Đây là công nghệ độc quyền của Honda luôn á các bạn. Và nguyên bộ này từ màn hình, camera da và cảm biến da. Đây cảm biến da thì Khanh sẽ kiếm một cái chỗ nào đó có một cái vật cản Khanh da cho các bạn thấy nha. Đây có một cái vật cản rồi. Đây, cảm biến da nó sẽ kêu tít tít. Đó các bạn thấy không ạ? Đó, cái tiếng tít này nó sẽ đo cho bạn các bạn khoảng cách gần hay là xa. Nếu mà cái khoảng cách mình nó xa hơn chút xíu thì tiếng tít nó sẽ chậm hơn. Đây. Các bạn thấy không ạ? Rồi, cái tiếng tít hồi nãy đó. Đây. Đó. Nó sẽ kêu theo cái khoảng cách đó. Đi đang gần, gần hơn nữa. Đó, tiếng tít nó tăng lên. Thì mình sẽ đo được cái khoảng cách giữa cái vật cản và chiếc xe đó các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy tới. Rồi, một cái nữa Khanh muốn chia sẻ với các bạn là sự cố như thế nào. Thì chiếc xe của chúng ta rất là nhiều tiện nghi, rất là nhiều trang bị và tất cả đều liên quan đến điện. Trong trường hợp mất điện thì sao? Các bạn phải có cách xử lý. Khanh xin phép tắp xe vào lề nha. Rồi. Rồi, đây Khanh. Khanh tắt máy đây. Nếu mà chiếc xe của chúng ta không có điện ở bình thì chúng ta không thể nào kéo cần số từ chữ P về cấp số khác. Đây, lóc luôn các bạn. Thì trong trường hợp này chúng ta giải quyết như cách nào? Chúng ta hãy tận dụng cái chìa khóa cơ trên xe. Đây là cái chìa khóa cơ các bạn, chúng ta lấy từ phía sau nha. Lấy ra. Rồi, các bạn quan sát vị trí chỗ này giúp giùm Khanh. Đây còn gọi là nút shift lock. Cái nút shift lock thì nó nằm ẩn, tại do những cái hộp số bây giờ thiết kế rất là bền, rất là tiêu chuẩn, rất là chuẩn. Thành ra là nút shift lock này không cần phải thiết kế nổi, mà nó chỉ phòng cái trường hợp là hết bình chúng ta mới không có di chuyển được thôi. Thì để chúng ta mở nút shift lock, chúng ta sử dụng một cái mép của chìa khóa, chúng ta lẫy nó lên. Đây. Đây chúng ta lẫy lên. Rồi, lẫy lên được rồi. Các bạn dùng cái chìa khóa nè, chúng ta chọc thẳng vào. Bấm thẳng vào. Rồi chúng ta tay còn lại chúng ta di chuyển cần số về chữ N. Thì khi mà di chuyển cần số về chữ N rồi, bốn lốc cái lốc bốn bánh xe nó sẽ mở ra và chúng ta sẽ đẩy chiếc xe vào trong lề, hoặc là chúng ta di chuyển chiếc xe lên xe thớt. Như vậy lúc đó chúng ta có thể hoàn toàn tự tin là đã đưa di chuyển rồi. Nếu chúng ta không di chuyển từ chữ P về chữ N thì chúng ta sẽ không để được không di chuyển được cái chiếc xe đâu. Rồi, đây là một chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà Khanh muốn lưu ý với các bạn là chúng ta sử dụng xe chúng ta phải biết hết tất cả những cái chi tiết này thì chúng ta mới vận hành là tự tin được. Rồi, quay trên đây là Khanh đã hướng dẫn cho các bạn là cách sử dụng xe,
Rồi chúng ta Khanh hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng hộp số nè, cruise control, lẫy số trên vô lăng. Thì các bạn sử dụng xe có thắc mắc bất kỳ vấn đề gì thì các bạn vui lòng gọi điện trực tiếp cho Khanh theo số điện thoại ở phía dưới. Khanh sẽ hỗ trợ trực tiếp lại cho các bạn. Rồi các bạn có mua xe thì nhớ ủng hộ Khanh luôn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn lái xe an toàn. Và chúng ta năm nay mua một chiếc xe thì năm sau mua thêm chiếc xe nữa ủng hộ tiếp Khanh. Và xin cảm ơn và xin chào ạ.